Rồi, hello, xin chào anh chị em và chào mừng anh chị em quay trở lại với góc nhìn trading cùng Tech Cổ Fit và mình là James. Hôm nay tiết trời Hà Nội nhất nói ngọc nói liệu Hà Nội thì cũng gọi là tương đối lộng gió, trời cũng tương đối lạnh đúng không ạ? Và hôm nay nhiệt độ khoảng tầm 15-16 độ thôi. Đấy, trời vào đông rồi, anh chị em giữ gìn sức khỏe nha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút cái góc nhìn của thị trường. Tất nhiên là với góc độ là khung thời gian nó dài hơi một chút, bởi vì sao nhiều khi mình cũng chia sẻ góc nhìn trong video nó không lên kịp ấy, thì anh chị em cũng sẽ không kịp theo dõi đúng không, cũng có thể bỏ lỡ những cái cơ hội điểm vào. Ok, thì mình sẽ chia sẻ với góc nhìn nó dài hạn hơn một chút với cái thời điểm hiện tại của VN Index. Chúng ta thấy là trong một cái giai đoạn mà diễn biến thị trường thì thấy rõ luôn là một cái sự rung lắc rất là rõ. Ok, thì tình hình sắp tới sẽ như thế nào thì bây giờ chúng ta đánh giá thêm một chút nhé về yếu tố Index nhé. Ok, đầu tiên này, chúng ta đang nhìn thấy một cái xu hướng hiện tại của thị trường đúng không? Nhìn trong sau một cái nhịp tăng, mình tin là cũng sẽ có nhiều anh chị em sẽ không kịp action trong cả cái giai đoạn này. Thì trong một cái nhịp tăng mà hơn 200 điểm vừa rồi của index, chúng ta nhìn thấy điểm số hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12. Rồi, và chúng ta nhìn thấy là gì? Sau một cái nhịp tăng cũng là từ đáy đi lên hơn 200 điểm đúng không ạ? Và đến bây giờ thì sao? Nó đang bắt đầu có những cái sự rung lắc, có sự điều chỉnh. Và mình thấy là gì? Là nếu như ngày hôm nay mà đóng phiên trên vùng 1060 ấy, thì anh chị em sẽ thấy là index nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Còn nếu như ở trong cái trường hợp mà gì mà nó vẫn đang lại gập xuống, ví dụ như thời điểm hiện tại này, và hết phiên nó vẫn chưa vượt qua được vùng 1060 ấy, nghĩa là gì? Nghĩa là xu hướng thị trường nó vẫn đang chưa thực sự là ổn, và nó vẫn chưa thể tiếp tục tăng được, mà nó sẽ phải gì ạ? Nó sẽ phải rung lắc thêm đúng không? Và rung lắc thêm vì sao? Bởi vì chúng ta đang thấy là trong trạng thái của index thì thời điểm hiện tại là thị trường nó đang bước vào một cái vùng, đây gọi là mây Ichimoku, và anh chị em sẽ hiểu là gì ạ? Trong cái vùng này về bản chất là nó sẽ không biến động theo xu hướng đấy. Và thông thường là gì ạ? Là với những cái đội mà trader mà người Nhật thì mình cũng chia sẻ với anh chị em rồi, họ sẽ thường lựa chọn thời điểm mà vượt qua cơ đấy. Thì vì sao mình sử dụng Ichimoku trong giai đoạn này thì mình cũng chia sẻ với anh chị em các video trước rồi. Bởi vì sao ạ? Giai đoạn này chúng ta sẽ cần những cái thời điểm mua, gọi là mua confirm và có cái độ uy tín cao đúng không ạ? Thì đánh giá index cũng vậy thôi, ở trong cái thời điểm này là một cái thời điểm nhạy cảm của thị trường, và nó vẫn đang ở trong cái vùng diện mà từ đáy đi lên, nó xuyên vào mây và bắt đầu rung lắc. Rung lắc ở đây thì thực ra nhiều anh chị em sẽ nói là gì ạ? Mô hình hai đỉnh. Không, mình không nghĩ đây là mô hình hai đỉnh nha. Chúng ta không cần phải quá suy nghĩ về việc là hai đỉnh gì cả. Nó chưa phải là cái gì gọi là hai đỉnh cả. Về bản chất là gì ạ? Nó đang ở trong vùng này, vùng rung lắc. Và kể cả nếu anh chị em thấy chưa yên tâm, chúng ta có thể là đứng ngoài và chúng ta quan sát thêm, hoặc là chúng ta chờ đợi thêm. Còn nếu mà không thì sao? Thì với anh chị em nào, ví dụ em mua được hàng từ vùng đáy, theo mình thấy đã xác định là mua được từ vùng đáy, thì những cổ phiếu anh chị em xác định là đáy dài hạn đấy. Mình có viết một số bài trên blog của mình để chia sẻ thêm với anh chị em có thể qua Facebook cá nhân của mình và anh chị em theo dõi. Thì cái thời điểm này đúng không ạ, nếu như chúng ta lựa chọn được những cổ phiếu chúng ta biết là gì ạ? Xác định đấy vùng đáy và chúng ta mua ôm dài hạn thì thoải mái. Còn với những cổ phiếu mà gì mà nó đã tăng nóng rất giai đoạn vừa qua index thì sao? Nó sẽ cần có sự điều chỉnh đúng không ạ? Nó sẽ cần có cái sự điều chỉnh rồi. Và điểm số ngày hôm nay thì nó chưa được đẹp, thì có nghĩa là nó cũng thể hiện bản chất xu hướng của thị trường là gì? Xu hướng là nó chưa thực sự ổn đúng không? Chưa thực sự ổn, và chúng ta sẽ phải cần thêm gì? Cần thêm thời gian, cần thêm thời gian rung lắc để chờ nó xuyên qua được cái vùng mây đúng không ạ? Xuyên qua được mây và tenkan và kijun bắt đầu xuyên qua mây, thì đấy là cái thời điểm gì? Đấy là thời điểm nó confirm là tiếp tục tăng đấy. Còn bây giờ thì sao? Vẫn rung lắc, vẫn rung lắc thì thôi kệ, cái đứng đứng chờ đã đúng không ạ? Action rồi, ví dụ mua nhặt hôm qua rồi theo mình thấy vẫn ok. Bởi vì sao? Có nhiều cổ phiếu trong cái giai đoạn này nó vẫn giữ được cái vẫn giữ được cái form xu hướng khá ổn đúng không ạ? Vẫn giữ được cái form xu hướng khá ổn. Thì trong ngày hôm nay thì sao? Trong ngày hôm nay thì nó trông có hơi lừa lọc một chút, thì cũng phải chịu thôi đúng không ạ? Bởi vì là sao ạ? Nó tác động khá nhiều trong giai đoạn vừa rồi là gì ạ? Đây chính là VIX, là một cái cổ phiếu nó tác động đến điểm số rất là nhiều. Và anh chị em thấy là VIX điều chỉnh hay là những cái điểm số nó giảm, các cổ phiếu nó sẽ phải có cái sự điều chỉnh theo sau đó. Thì VIX thì mình cũng đã từng chia sẻ trên livestream rồi đúng không ạ? Là thời điểm tạo đáy thì cũng có thể mua được và ôm dài đấy. Còn về xu hướng thì nó tương đối đẹp, anh chị em thấy nhé, kể cả retest về đây đúng không, anh chị em thấy bật lên mua lại kiểu 60, bây giờ ăn chục giá rồi.
OK, đấy thì một số cái chia sẻ để anh chị thấy là gì? Là về bản chất thị trường ấy, trong thời gian tới và thời điểm hiện tại nó xác định là sau một nhịp gọi là rally từ đáy đi lên, đúng không ạ? Thì đến thời điểm hiện tại nó đi vào vùng rung lắc, và rung lắc thì nó sẽ có thể biến động ít hoặc nhiều, nó có thể biến động khoảng tầm 60 điểm thôi, mà nó có thể là biến động trong cái biên khoảng tầm gì ạ? 80-100 điểm, đúng không ạ? Với mốc xấu nhất là gì? 990. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Chờ đợi được. Chờ đợi thôi, hoặc là thậm chí là gì, trong một vài phiên tới nó lại vượt xuyên qua vùng 1060 và đóng nến trên 1060 thì nó lại càng khẳng định và càng confirm cho cái điều đó, đúng không ạ? Nên là bây giờ thì mình cũng sẽ chưa gọi là gì action full được đâu, mình cũng sẽ phải chờ đợi thêm, đúng không ạ? Còn những cổ phiếu mà chúng ta quan tâm mà chúng ta theo dõi từ trước hoặc là đã mua và xác định là gì ạ, là hold dài hạn ấy, thì mình thấy là ok, hold được. OK, và sau cái giai đoạn này nó sẽ đến giai đoạn nào? Sau cái thời điểm mà anh chị em thấy là index bắt đầu xuyên qua được mây ấy, thì sao? Thì đó sẽ tới cái lúc mà thị trường anh chị em sẽ thấy nó sẽ không không còn những cái phiên nó tăng nhiều điểm như này nữa, mà biên độ nó sẽ càng ngày càng hẹp dần. Đó, biên độ hẹp dần, nhưng mà sao ạ? Những cái cổ phiếu mà nó đã tạo đáy trước đấy anh chị em sẽ thấy là gì? Nó sẽ bắt đầu nó đi vào xu hướng. Đúng không? Nó sẽ bắt đầu đi vào xu hướng, bởi sao? Những cái cổ phiếu đó thì nó bắt đầu là chạy trước index rồi, thậm chí rất nhiều cổ phiếu là gì vượt qua cái vùng mây rồi, đúng không ạ? Và bắt đầu là gì quay trở lại cái vùng trading range. Đấy, mình lấy ví dụ một số case nhé. SSI là một ví dụ này, đúng không? Và nếu mà nó đã vượt trở lại này và nó đang bắt đầu quay trở lại vùng trading range này, thì đây nó là trading range của cổ phiếu. Đây là cái vùng gì ạ? Vùng giá đi ngang, đúng không ạ? Vùng giá đi ngang. Và tất nhiên nếu mà anh chị em nhìn trong kênh song song thì nó cũng có thể là gì ạ? Đi trong cái kênh song song như này, thì cũng là một cái vùng tích lũy, đúng không? Thì nó đang vào cái vùng trading range đi ngang. Và nếu như mà gì ạ, theo mình dự đoán ấy, tất cả những cái cổ phiếu cũng không hẳn dự đoán đâu, mà là nếu mà anh chị em quan sát và theo dõi các cái chu kỳ giá và biến động giá từ trước đến nay, hoặc anh chị em có thời gian để theo dõi những cái kênh như Forex hay là ngoại hối hoặc coin, thì anh chị em sẽ có được những cái bức tranh rõ hơn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ được gọi là tiết kiệm nhiều thời gian để theo dõi chart hơn. Thì sao? Thì thực tế từ giờ cho đến vùng MA 200 nó sẽ có khả năng là sẽ hồi phục lên đấy. Sau đó là gì? Sau đó thì nó vẫn sẽ chưa thể tăng ngay được, và nó sẽ còn phải diện điều chỉnh thêm và tích lũy thêm trước khi mà vượt. Và cái thời điểm vượt ấy, anh em sẽ thấy là đó là cái lúc mà gì? Confirm xu hướng. Đó là lúc mà gì ạ? Confirm xu hướng tăng, và đấy cũng sẽ là cái thời điểm mà anh chị em có thể vào tiền được, vào tiền đẹp luôn. Đấy. Kẻ nhìn khung tuần này thì chúng ta thấy là gì? Hành trình nó còn tương đối chắc chờ, đúng không ạ? Mình tính còn tương đối chắc chờ đấy, thế nên là gì, chúng ta sẽ phải cần thêm rất nhiều thời gian, thêm rất nhiều thời gian để cho cổ phiếu để nó còn thời gian gì hồi phục, điều chỉnh, tích lũy đấy. Và rung lắc bản chất là gì? Rung lắc là bao gồm giảm, bao gồm tăng và bao gồm cả việc là tích lũy lại, đúng không ạ? OK, thì đấy là một số cái đánh giá. Còn tất nhiên là nếu như trong tuần này và đặc biệt ngày mai mà VN Index mà đóng cửa trên vùng 1060 thì sao? Thì nó là dấu hiệu tích cực, đúng không ạ? Nó là dấu hiệu tích cực, và chúng ta thấy là gì ạ? Nó cũng có đạt, nhưng mà sao, lực cầu bắt cũng tương đối tốt, thì theo dõi thêm thôi, đúng không ạ? Vốn bán lớn nhưng mà gần như là điều chỉnh không nhiều. Chúng ta cũng có thể quan sát thêm phái sinh ở trong thời điểm hiện tại. Đây này, anh chị em thấy này, đi lên mây này, điều chỉnh này, lên mây này, điều chỉnh này. Quan trọng là gì ạ? Cứ đóng lên tuần vượt trên vùng đây cuối phái sinh là 64-65, đúng không ạ? Thì thường là gì, nếu mà nó tích trên đấy thì xác suất vượt nó cao hơn. Và tất nhiên là gì? Trong mây thì tất cả mọi yếu tố nó sẽ không dễ dàng, mà nó sẽ phải từ từ thôi, đúng không ạ? Để cho Tenkan và Kijun nó cùng đi xuyên qua mây, và đấy sẽ là thời điểm gì? Tenkan mà nằm trên Kijun, đúng không ạ? Đấy là một thời điểm để mình đã chia sẻ rồi, thời điểm có thể nắm giữ được cổ phiếu. Còn giai đoạn này là gì? Giai đoạn chuẩn bị thôi, và giai đoạn rung lắc thì sao? Mọi đánh giá kể cả long hay short thì nó đều là 50-50. Nhưng mà sau giai đoạn này anh chị sẽ thấy là gì? Biến động điểm số nó sẽ ít dần đi, nó sẽ không bị biến động quá mạnh như những cái phiên vừa rồi, và mình cho rằng là điểm số nó sẽ tăng cái phiên và ít điểm hơn. Đấy, tuy nhiên là gì ạ? Nhiều cổ phiếu tăng mạnh hơn sẽ xuất hiện, và sau giai đoạn này sẽ có thể xuất hiện những cổ phiếu có dấu hiệu chân sóng. Và nếu như cái timing như thế thì khoảng tầm 3 tháng, khoảng tầm 3 tháng. Thông thường là như thế, nếu mà nó bắt đầu vào dấu hiệu đấy khoảng tầm chậm khoảng tầm 3 tháng sẽ xuất hiện nhiều cổ phiếu mà gì ạ? Chân sóng và bắt đầu cho một cái uptrend mới. Thì đấy là cái giai đoạn hiện tại, bởi vì sao? Rất nhiều cổ phiếu nó đã giảm và nó cũng mới có dấu hiệu là đảo trend, nghĩa là kết thúc xuống giảm trong giai đoạn vừa qua thôi, và hành trình để nó tăng tiếp thì tất nhiên là sẽ còn rất là dài, nên là gì, chúng ta hoàn toàn có thể là kiên nhẫn và chờ đợi. Và action thì sao? Action thì với những cổ phiếu nào xác định, anh chị em xác định đấy là đáy, đúng không? Anh chị em có thể mua và nắm giữ,
Và còn lại thì sao? Chờ đợi những dấu hiệu confirm, ví dụ như là gì ạ? Thoát cản chéo từ thời điểm này, đúng không ạ? Hoặc là sao? Hoặc là anh em thấy là vượt mây. Đấy, nó giống như kiểu giai đoạn HPG này. Đó, nó cũng là gì ạ? Vượt mây này, IND vùng cản MA100, và mình cũng đã từng nói trong một video đúng không ạ? Vùng MA100 và vùng MA200, trên MA100 và dưới MA200 thì thường đó là gì ạ? Giai đoạn mà cổ phiếu nó đang ở trong nhịp tích lũy, và nó là thường là cuối giai đoạn tích lũy, và thông thường khi mà cổ phiếu bắt đầu vượt qua MA200 rồi ấy, và retest lại ấy, thì đó sẽ là cái thời điểm mà chúng ta có thể xác định được là gì, là pha D của quá trình tích lũy, hay còn gọi là chân sóng. Và thời điểm chân sóng diễn ra thì sao? Đó, rất nhiều cổ phiếu anh chị em có thể mua và ăn được một cái sóng tăng mà mình vẫn chia sẻ gì ạ? Nếu mà anh chị em ôm từ thời điểm chân sóng thì thông thường ấy, là tỷ suất lợi nhuận nó sẽ có những cái cơ hội nó sẽ không dưới 30%. Đấy là mình chia sẻ một cách ít đúng không ạ? Không dưới 30%, một cách khiêm tốn là như thế. Còn thông thường thì nếu những cổ phiếu xác định ở chân sóng thì ở Việt Nam anh chị em thấy có rất nhiều cổ phiếu sẽ đem lại cái tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn sau khoảng tầm khi con vươn chân sóng, sau 6 đến 8 tháng, tỷ suất lợi nhuận rất hấp dẫn. Ok, thì đấy là một số cái chia sẻ của mình trong giai đoạn này đúng không ạ? Thì cái việc của chúng ta là gì? Cũng bình tĩnh và đừng cố suy đoán thị trường, đừng nói nó là hai đỉnh, cũng đừng nói nó là gì ạ? Tiếp tục xuống tăng, mà chỉ xác định là gì? Trải nghiệm đi đúng không ạ? Trải nghiệm nó là đang ở trong giai đoạn rung lắc đi, xác định nó là rung lắc rồi thì anh chị em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và ít theo dõi bảng hơn. Thay vì đó chúng ta lựa chọn xem xét những cổ phiếu mà nó có những câu chuyện mà nó dài hạn một chút đúng không ạ? Và nó cũng không liên quan gì đến thị trường, mà anh chị em nghĩ là gì ạ? Anh chị em thấy là nó nằm trong cái sở trường của chúng ta đấy, thì anh chị em có thể là sử dụng và theo dõi nó, đưa vào watchlist và sau đó có kế hoạch giải ngân cho phù hợp, để thậm chí những cổ phiếu như dạng CEO anh chị em thấy này, tăng này, vượt mây này, gặp cả điều chỉnh lại này, về hỗ trợ vượt qua vượt mây này, thậm chí là gì ạ? Cái thời điểm vượt mây nó vẫn là một cái thời điểm mua, mà theo mình thấy là có thể cầm và xem xét thêm được đó. Ok, thì đấy là một số cái chia sẻ trong cái video ngày hôm nay, và nếu như anh chị em có thêm ý kiến bình luận và bổ sung thì có thể là chia sẻ trong phần bình luận đúng không ạ? Và nếu thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một subscribe kênh YouTube Tech Profit, và có thể là bấm chuông để chúng ta có thể theo dõi những video mỗi khi mà có video mới nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video tiếp theo, và chúc anh chị em giao dịch hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.